Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào khách nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày mùng 7 tháng 1 năm 2019. Thì trên màn hình nhỏ quý vị, hiện tại chúng tôi vừa hoàn thiện xong một bộ bàn ghế trường kể bằng chất liệu gỗ gụ. Và bộ này chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của anh Trường tại Đan Phượng, Hà Nội. Thì hôm trước là anh đã đặt chúng tôi một bộ y như vậy rồi. Hôm nay thì là có một người bạn ở gần nhà anh thì là cũng đang xem bộ của anh rồi và rất thích, nên là anh bạn của anh đã nhờ anh là đặt cơ sở đồ gỗ Tùng Tám làm một bộ y như vậy nữa, giống của anh như bộ hôm trước. Thì đây là bộ trường kể có kích thước hàng đại. Đây là chiếc ghế dài nhé. Chiếc ghế dài này có kích thước phủ bì là 2m17, phần diện tích sử dụng là 193, sâu 51 và cao 50. Toàn bộ phần yếm của anh đặt dày 4cm và đục theo mẫu là yếm trúc. Đây tôi quay, đây là mẫu yếm trúc. Phần chân này là 7,5cm. Đây là chiếc ghế nhỏ thứ hai. Toàn bộ phần ván mặt này là liền tấm một lá hết và có độ dày là 1/7. Và chúng tôi làm 3 chỉ. Thì bộ sản phẩm này là anh Trường đặt chúng tôi là anh lấy mộc sản phẩm và anh không sơn. Anh về anh sẽ đánh nước vôi. Anh không thích sơn nên tôi sẽ làm mộc và bàn giao mộc cho anh Trường. Hiện tại là sản phẩm mà chúng tôi là bàn giao nguyên mộc. Đây hiện tại quý vị thấy là nguyên mộc. Và chúng tôi chỉ có đánh dây giáp qua đi và sẽ ngày mai thì chúng tôi sẽ bàn giao cho anh. Những phần đầu tay này là chúng tôi đều chặt ốc hết. Khác với những cái mẫu khác ở trên thị trường là họ chém vát, còn riêng cơ sở đồ gỗ Tùng Tám chúng tôi là chúng tôi đục xoáy ốc. Xoáy ốc rất là đẹp. Đây tôi sẽ quay một góc máy khác cho quý vị có thể hình dung được. Một góc máy khác của bộ ghế trường kỷ. Hàng rất là dày dặn. Về phần tíu này thì là có kích thước là 1m27, bề ngang là 57 và cao là 79 và được đục theo mẫu ngũ phúc. Toàn bộ là có sàn nan hết bên dưới. Ngoài ra còn anh đặt thêm chúng tôi là một chiếc đôn nhỏ nữa để đầu bàn, thì chiếc đôn này anh làm thấp hơn và có chiều rộng là 57, bề ngang là 38. Thì có thể để được hai chiếc phích. Đó, tôi quay lại một lần nữa tổng thể bộ trường kỷ. Thì mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ tới xưởng ở đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 51086 nhé. Cơ sở có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Và tôi sẽ để hình ảnh chi tiết của bộ ghế này ở bên dưới website đồ gỗ Tùng Tám .com để mọi người có thể xem được hình ảnh chi tiết của sản phẩm. Đó, ngoài ra thì phía bên trong này hiện tại chúng tôi cũng đang hoàn thiện hai bộ sập vụ ngũ phúc. Hai bộ sập vụ ngũ phúc. Phía bên ngoài là có một bộ sập 1m6 của khách hàng tại Hạ Hòa. Còn phía bên trong thì là chiếc sập bằng hũ dâu, kích thước là 1m8 x 2m2. Hiện tại tôi đang quay video này, quay ở ngoài trước cổng cơ sở. Và hôm nay là cũng là ngày 13 Tết rồi. Chuẩn bị đến Tết Nguyên Đán 2020 rồi. Thì cơ sở của tôi là khá là bận rộn với nhiều hàng hóa chuẩn bị để bàn giao cho khách hàng trong cái dịp Tết Nguyên Đán này. Và hôm nay là ngày dương lịch, thì là ngày
mùng 7 tháng 1 năm 2019. Và đây là bộ ghế của anh Trường ở tại Đan Phượng, Hà Nội. Rồi xin chào mọi người nhé, và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác.